chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nghệ sĩ Việt cảm thông về quyết định ly hôn của Ngọc Lan và Thanh Bình. Tối 13 tháng 11, Ngọc Lan thừa nhận đã ly hôn với Thanh Bình. Nghệ sĩ Việt bày tỏ sự thông cảm và chúc cặp diễn viên sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Tối 13 tháng 11, trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan chính thức thừa nhận đã ly hôn với Thanh Bình. Chúng tôi đã chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình, thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình, nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người, nữ diễn viên viết. Phía dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự cảm thông với quyết định của cặp diễn viên. Thương Lan mạnh mẽ lên Lan Nhan, phụ công Quang Đăng chia sẻ. Trong khi đó, diễn viên Hồ Bích Trâm khẳng định thương Ngọc Lan. Nghệ sĩ Cát Tường mong Ngọc Lan và Thanh Bình có được hạnh phúc trong tương lai. Chúc hai em luôn có được sự bình an và hạnh phúc trên con đường của chính mình. Tương tự, các khán giả cũng dành cho nữ diễn viên nhiều lời động viên chia sẻ. Đôi khi buông bỏ là một khởi đầu tốt cho cuộc sống sau này mà chị. Nếu ở bên nhau mà không mang đến hạnh phúc cho nhau được, thì phải mang hạnh phúc cho nhau bằng cách rời xa thôi, khán giả Hiếu Đoàn viết. Thực tế, nếu không thể hạnh phúc bên nhau thì chia tay là lựa chọn đúng đắn. Chúc cả hai người nhận được những điều tốt đẹp ở ngã rẽ mới. Và đừng quên tạo mọi điều kiện để con mình trưởng thành trong niềm vui hạnh phúc. Bạn Đặng Thúy Vân viết, một người phụ nữ chưa bao giờ mặc được chiếc váy cô dâu để đứng trên lễ đường là một người phụ nữ rất đáng thương. Chị rất đận đận trong chuyện tình yêu. Khán giả tên Cẩm Vân bày tỏ sự thương cảm với nữ diễn viên. Dù đúng dù sai, người phụ nữ vẫn tổn thương nhiều nhất, một khán giả khác chia sẻ. Chị ơi, cố lên nhé chị, cũng là vợ là mẹ nên em thương chị nhiều lắm. Thực sự cảm thấy rất tiếc cho anh chị, tiếc cho những điều rất đẹp mà anh chị cùng trải qua. Cặp đôi mình rất ngưỡng mộ trong showbiz, quá bất ngờ. Chẳng muốn sự chia tay đầy nuối tiếc này. Em từng rất ngưỡng mộ mái ấm gia đình của anh chị, nhưng em tôn trọng quyết định của anh chị. Chúc anh chị luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình, là một số bình luận bày tỏ sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ngọc Lan Thanh Bình tổ chức lễ đính hôn vào tháng 7, 2016. Sau đó cặp đôi cùng sang Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con đầu lòng từ giữa năm 2016. Cặp diễn viên vướng tin đồn ly hôn từ đầu tháng 9. Một số nguồn tin trong hậu trường giải trí tiết lộ cả hai đã không còn ở chung nhà. Không những thế, Ngọc Lan đã bán chiếc xe được Thanh Bình tặng trước đây. Mới nhất, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Thanh Bình đang nắm tay một người phụ nữ khác. Từ đó làm dấy lên tin đồn hai người chia tay do nam diễn viên có tình mới. Tuy nhiên, chính Ngọc Lan cũng cho biết hai người chia tay không có bất kỳ cá nhân nào tác động hay chia rẽ.